quên mau tắm mẹ đã một thời dài nắng dâu. Có lúc ta quên nhìn cha mẹ còn bao nghĩ gì dù ta lớn không xưa. Có lúc ta quên nhìn mắt mẹ còn chờ ta mọi ngóng đêm sâu. Có lúc ta quên nhìn răng mẹ chưa quanh hiu ngày ta bước vào đời. Có lúc ta quên thời gian qua đường ta càng xa vòng tay mẹ ngắn lại. Có lúc ta nghe từng nhịp đời mẹ thật gần sao ta quá xa. Có lúc ta quên đi nào mẹ trường mong manh còn cách chiều đâu ăn cùng ăn ai quên mình có mẹ một ngày kia lần lẽ bên cuộc đời. Vâng, chào các bác, tiện lại tiếp tục lại nên set vang số X5 Vina bản quyền hàng bãi xịn gửi đi An Giang. Em còn khoảng tầm một con X3 Vina bản quyền và còn khoảng chục con X5 Vina bản quyền bãi đẹp nhá. Những con này là bãi đẹp, xuất sắc. Thì riêng dòng bản quyền em về cũng tương đối nhiều, bán cũng nhiều. Một năm thường bán tầm khoảng 200 con, một năm bán bình quân khoảng 150 đến 200 con. Thì năm nay mới về được khoảng tầm 70 con mới thì là khoảng tầm suýt soát gần 100 con rồi. Thì các bác nào có nhu cầu những dòng mà muốn nghe nhạc nét, muốn hát eco, muốn độ bền thì hãy tìm hiểu về dòng X5 Vina bản quyền. Những dòng loa cao cấp mà nghe nhạc chưa được nét, những dòng loa cao cấp mà hát vẫn còn tiếng ồn thì hãy nghĩ đến cái dòng vang mà các bác cần phải phối ghép cho nó để làm sao đạt cái hiệu suất tối đa của loa. Đó là quan trọng nhất. Tức là các bác đi mua loa rồi, tìm hiểu đặc tính của loa rồi thì cũng phải nên tìm hiểu đặc tính của vang, đặc tính của mic. Đấy, loa nó dày thì ghép với vang nào, loa nó mỏng tiếng thì ghép với vang nào. Đấy là cách phối ghép. Và hôm nay thì em phối cho anh Lai, anh Lê Tấn, Lê Văn Tà tại chợ mới An Giang con X5 Vina bản quyền. Bác cũng hỏi từ rất là lâu rồi thì đợt này mới có hàng trở lại thì mới gửi cho anh. Những sản phẩm X5, X3 Vina bản quyền thì các bác được kiểm tra nhé. Tức là em bán hàng cho các anh là ví dụ các anh đang dùng một con nào đấy mà em báo là con này sẽ hay hơn con đấy thì các bác đi kiểm tra thử hàng, so sánh thẳng, đặt lên trên con đẩy này để đánh mỗi con một kênh, hay hơn thì lấy, không hay hơn thì trả lại em. Đấy, đó là ok. Và dòng bản quyền thì độ nét rất là cao, cả từ eco cả từ revert, đồ là ông vua eco mà. Tức là gần như các dòng vang số tiền thị trường eco nó không bao giờ rõ hẳn ra. Ra ngoài trời thì có thể bị chìm eco, nhưng dòng Vina bản quyền thì có thể đánh được eco dài, eco ngắn mà vẫn rõ nét. Đấy, giải trung cao, lốc cốc và giải tép mịn neng keng thì chỉ có X5 Vina và X3 Vina bản quyền thôi. Các bác được kiểm tra thử hàng thoải mái nhé. Ưng thì lấy, không ưng thì trả lại cho em. Đấy, tất cả những đồ âm thanh em bán không bán lấy được cho các anh. Và vì âm thanh nó không giấu được nên tất cả những cái sản phẩm em bán đều cho các bác kiểm tra thử hàng, phù hợp với túi tiền, phù hợp với tính năng, phù hợp với loa và phù hợp với nhu cầu và sở thích của các anh. Thì các anh hãy chọn những cái dòng mà mình yêu thích. Tất cả những sản phẩm em bán đều có cam kết hết cho các bác. Những con này thì em bảo hành 3 tháng, X5 em sẽ bảo hành 3 tháng. Các bác mua thì em sẽ cài đặt sẵn là chế độ, nhiều chế độ cho các anh. Đấy, tùy theo cái nhu cầu của anh có thể liên hệ với em. Chị eco ngắn, eco dài có thể tính thêm. Sắp tới em sẽ thêm cả một cấu hình nữ, cấu hình nữ nữa. Thì tất nhiên là nam nữ là khác nhau. Nam thì bao giờ cũng mơ ước là cái giải trung cao nó nhiều lên vì giải bát người ta đa phần là dư. Nữ thì bao giờ thì cũng thích trung thấp nó dày lên vì giọng nữ bao giờ cũng thiếu trung thấp, đúng không ạ? Những cái sản và các bác liên con này thì sẽ có khiển đầy đủ hết nhé. Các bác mua thì em sẽ tặng khiển dây rắc đầy đủ cho các anh. Và những cái sản phẩm này khi em bán ra thì bao zin nô này là những sản phẩm bao zin, con nào sửa em báo sửa. Các bác được mở hàng kiểm tra đấy, thoải mái nhé. Cam kết các bác là mở hàng kiểm tra thoải mái, con nào zin thì em báo zin, con nào sửa em báo sửa và bán giá rẻ đi cho các anh.
Những con nào mà em bán các bác nhu cầu zin thì em báo zin. Đấy, con này là báo zin. Về các anh có thể kiểm tra, thử hàng. Những cái sản phẩm em bán ra đặc tính như này em nói rõ để các bác lựa chọn không bị hớ, không bị lệch. Đấy. Con này vì tất cả các dòng vang trên thị trường thì gần như này em đã trải nghiệm gần như là hết. Có những cái dòng mà chưa trải nghiệm chỉ cần mở ruột cũng phát hiện ra nó có hay hơn hay không. Vì đồ điện tử là xịn là linh kiện chứ không để xịn là mồm được. Cam kết các bác là đồ điện tử gần như 100% là xịn là linh kiện. Các bác mở linh kiện ra là các bác sẽ biết ngay. Có những con dòng sản phẩm hàng mới ở Việt Nam thì đôi lúc gọi là làm mới sản phẩm cũ. Tức là ruột cũ nhưng mà mặt mới. Như này các bác mở ruột ra là sẽ biết ngay. Đấy, còn những con bản quyền này thì các bác mở ra kiểm tra linh kiện, kiểm tra ốc vít xem là ốc của nó có bị gì hay không. Nên dòng bản quyền này, ốc của nó là cái tiêu chuẩn rất là cao. Họ mạ không bị không bị kể cả vặn ren nhé, nó không bị sáng ra. Tức là tiêu chuẩn từ cái vỏ, từ cái vít đều rất là cao. Và con này thì là đánh nhạc leng keng, trong, đánh to không có tiếng ồn. Đấy, các bác mua từ ủng hộ em nhá, em còn 9 con nữa. 9 con nữa. Đấy, xin chào và hẹn các bác ở những video tiếp theo. Đây này, em sẽ test thử cho các bác là chế độ 1 này. Đi đi 5 6. Đây là chế độ 2 này, chế độ 1 này. Chế độ 2 này vô dài. Đi 1 2. Thế chế độ 1 này. 1 2 5 6 7. Chế độ 3 là revert này. Thì chế độ 3 là revert thì bao giờ cái đuôi revert em để ngắn. Để ngắn thì các đuôi echo em để ngắn. Đuôi revert em để hơi dài hơn một chút. Thì là khi các bác hát lên ấy, thì là tiếng echo nó không bị lộ. Đi 1 2. Khoan ơi. Dô khoan đi. Thuyền quan hoàng mười dầm diêu trên sông, sóng nước mênh mông. Tôn kính ngôi tam tòa, hương ngát bay trong đêm, lòng đức hoàng bươi thấy nâng. Uy danh sáng soi muôn đời, dựng cờ hồng giữ yên trời nam. Muôn dân Bắc Trung Nam thùng thờ, hoàng đổ cho non nước bình an. Đấy, các bác nghe kỹ nhé. Nó rất là rõ, rất là rõ. Đấy, tiếng mic rất là rõ. Nên trong quá trình căn các bác muốn phối ghép thì cũng lưu ý nó rất là rõ, nên các bác căn phải chuẩn, độ sai số nó rất là thấp. Đấy, các bác mua tiểu ngộ em nhé, 4,5 triệu một con, bao ship tặng khiển giấy ra đủ. Đấy, xin chào các bác ở những video tiếp theo.